mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi sáng ngày mùng 3 tháng 6 năm 2022. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở trên đường Phan Văn Trị, phường 7, quận 5. Trong buổi sáng hôm nay, Tường Vũ Channel kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi nhìn ngắm cái không khí của ngày Tết Đoan Ngọ, ngày Tết mùng 5 tháng 5 âm lịch các bạn. Thì trước mặt của chúng ta thấy là dòng người, hàng trăm người đang xếp hàng mua vịt quay, gà quay ở tại phố vịt quay, gà quay nổi tiếng ở tại Sài Gòn quận 5. Và đây là vịt quay Vĩnh Phong các bạn, nằm trên đường Phan Văn Trị. Hôm nay chúng ta sẽ di chuyển từ phố vịt quay, gà quay nổi tiếng nhất Sài Gòn để đi về bên chợ Hòa Bình. Chúng ta sẽ cập nhật một số hình ảnh của ngày Tết Đoan Ngọ năm nay sẽ như thế nào. Chủ yếu là người ta đi mua bông, mua hoa, mua bánh, rồi mua cơm rượu, mua trái cây về cúng, cũng như là ở đây người ta mua vịt quay, gà quay để ăn bánh mì. Trong buổi trưa ngày hôm nay bây giờ cũng đã là 9 giờ hơn rồi các bạn, 9 giờ hơn rồi. Tuy nhiên phía trước màn ảnh như chúng ta thấy có hàng trăm người đang xếp hàng chờ khoảng 1-2 tiếng đồng hồ từ sáng giờ mình vẫn chưa mua được một con vịt quay, gà quay ở đây. Người dân đi mua, rồi cũng như là một số dịch vụ mua hàng online, dịch vụ Grab Food, rồi đủ loại dịch vụ mua hàng online. Đây các bạn đang xếp hàng chờ rất là đông trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ di chuyển từ phố vịt quay này đến đi về bên chợ Hòa Bình ha, để cập nhật hình ảnh này gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển từ phố vịt quay nổi tiếng ở tại Sài Gòn để đi về bên chợ Hòa Bình, cập nhật một số hình ảnh ở chợ Hòa Bình để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn xem ha. Giờ mình sẽ rẽ vào đường Bùi Hữu Nghĩa để đi về bên chợ Hòa Bình. Ở đây chúng ta thấy có một số người bán trái cây nè, chẳng hạn như trái vải, trái măng cụt. Mình đi một vòng ở bên chợ Hòa Bình để gửi đến những hình ảnh vào buổi sáng ngày hôm nay. Ở phía trước màn ảnh của chúng ta là ngã tư đường Trần Hưng Đạo và đường Bùi Hữu Nghĩa nha các bạn. Trần Hưng Đạo chúng ta rẽ tay phải thì về bên hướng của quận 6, còn rẽ tay trái về hướng của quận 5 Sài Gòn ha. Tết mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ thì mọi người có cái truyền thống là mua bông, mua hoa, mua trái cây, rồi mua cơm rượu. Có tục lệ là giết sâu bò vào buổi sáng sớm. Mọi người không có ăn uống gì hết và ngủ dậy thì chúng ta uống nước và bắt đầu ăn trái cây và ăn cơm rượu các bạn. Đó là cái tục lệ từ xưa đến giờ rồi. Và đây là chúng ta đang di chuyển ở trên đường Bùi Hữu Nghĩa. Mình sẽ đi vòng vòng ở tại khu vực chợ Hòa Bình này để xem thử là ngày hôm nay thì không khí nhộn nhịp ở chợ này như thế nào. Ở đây ta bán thấy băng lá nè, lá bông hoa các bạn, bán các cái lá để mà nấu nước uống này, hay là bán trái cây, bán cơm rượu,
bóc tan cho chôm chôm. Chủ yếu là người ta bán các loại bông cúng. Cơm rượu các bạn, xôi, cơm rượu có cơm rượu trắng, cơm rượu tím, rồi trái cây thì có vải, nhãn, mãng cầu, rồi chuối. Đó, cái không khí náo nhiệt và tất bật, mọi người đang đi mua bánh rồi bạn ơi. Chợ Hòa Bình là một trong những ngôi chợ rất là nổi tiếng và có rất là lâu rồi các bạn. Wow. Bán tất bật ở trên các con đường này, mình sẽ đi vòng vòng đây để cập nhật cái hình ảnh gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn ha. À, bông hoa là nhiều thôi, bông cúc, bông vàng thọ, chôm chôm, cam, táo. Ta hay mua các cái lá để người ta bán các bạn, các cái lá để người ta bán. Nho Mỹ rồi. Đây là đường Bạch Vân nha các bạn. Phía trước của chúng ta là ngã tư đường Trần Tuấn Khải và đường Bạch Vân. Mình sẽ quay trở lại đây ha. Chợ này thì thông thường buổi sáng khoảng từ 7 giờ các bạn, 7 giờ 8 giờ thì rất là đông, nhộn nhịp luôn. Hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi. Thường vụ chiến đấu rất vui được cập nhật những cái hình ảnh về chợ Hòa Bình ở phía bên ngoài để xem thử mọi người đi mua sắm ăn uống ở đây ra sao ha. Từ của chế nội rất vui được cập nhật những hình ảnh này để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn được nhìn ngắm cái không khí của chợ Hòa Bình vào buổi sáng ngày Tết Đoan Ngọ, ngày 5 tháng 5 âm lịch. Sẽ rẽ về bên phía khu vực bán hải sản. Bây giờ thì mọi người cũng đã giảm cái sức mua rồi. Còn lúc sáng các bạn, lúc sáng khoảng chừng 7 rưỡi 8 giờ đó thì rất là đông đúc nhộn nhịp luôn. Đây khu vực bán hải sản rất là nhiều. Tôm, cá, mực, ốc, cua, ghẹ là ở cái đoạn này các bạn. Nói cái không khí ngày Tết Đoan Ngọ ở tại Sài Gòn cũng như là các tỉnh thành trong cả nước của chúng ta lúc nào cũng vậy các bạn, luôn luôn tất bật và nhộn nhịp. Ngay buổi chiều ngày hôm qua thì cũng đã có cái không khí là mọi người đi mua sắm rồi chuẩn bị cho công việc sáng ngày hôm nay, cúng Tết âm lịch.
Đó, mình đi vào đây một vòng để gửi đến những cái hình ảnh này cho tất cả cô chú anh chị và các bạn thấy được. Có những cô chú anh chị và các bạn nhiều khi đi xa Sài Gòn một thời gian lâu, muốn xem những cái hình ảnh thân quen của chợ Hòa Bình quận 5 sẽ như thế nào, thì hôm nay tiện nhân cái dịp ngày Tết Đoan Ngọ ngày mùng 5 tháng 5 thì Thượng Nguyễn Tiến Hồ sẽ đi một vòng ở đây để mà cập nhật một số hình ảnh phía bên ngoài thôi, chứ không vào ở bên trong lòng chợ được các bạn. Vào bên trong lòng chợ thì để về hẹn một cái dịp khác để Thượng Nguyễn Tiến Hồ sẽ cập nhật cũng như là gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn những cái hình ảnh chi tiết ở bên trong lòng chợ Hòa Bình. Ở đây thấy người ta bán gà sống nè các bạn, gà sống, vịt sống luôn á. Chắc là ở các tỉnh miền Tây người ta mang ra đây người ta bán. Phía bên ngoài, phía bên ngoài đường nha các bạn. Đây là đường Bạch Vân ha, đường Bạch Vân các bạn nha. Mọi người đi mua trái cây, đi mua rau quả, đoạn này rất là nhiều luôn. Chợ Hòa Bình này cũng là một trong những ngôi chợ lớn ở tại Sài Gòn và cũng rất là lâu đời rồi. Lá sông 15.000 một bó các bạn. 15.000 một bó. Chôm chôm, cà chua, trái cây. Đó là tất bật của nhộn nhịp ở tại chợ Hòa Bình trong sáng ngày hôm nay. Thì trước màn ảnh của chúng ta là đại lộ Đông Tây, đại lộ Võ Văn Kiệt các bạn. Hướng bên tay trái là hướng về bên trung tâm quận 1, còn hướng bên tay phải là về bên hướng quận 6 đi về miền Tây các bạn nha. Đi một vòng ở khu vực này để cập nhật thêm một số hình ảnh rất là thú vị. Chợ sáng, chợ Hòa Bình. Đây người ta có bán cá tươi rồi hải sản, tôm, mực, cua, ốc, ghẹ rồi. Đây là mặt sau của chợ Hòa Bình các bạn. Mặt sau của chợ Hòa Bình. Đây là đường Nhiêu Tâm các bạn. Cổng chợ Hòa Bình trên đường Nhiêu Tâm.
không khí của chợ tất bật, náo nhiệt luôn. Trái cây đây cô bác ơi. Ở đây chúng ta thấy rau củ quả rất là nhiều nha các bạn. Ở trên đường Nhiêu Tâm, rau củ quả đủ loại luôn. Từ buổi trên hồ cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được nhận sự đồng hành cũng như là chia sẻ của tất cả cô chú anh chị và các bạn. Vài hình ảnh về chợ Hòa Bình xin gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn. Nói chung ngày Tết Đoan Ngọ thì người ta đi mua vải rồi cơm rượu lát xong về để mà cúng Tết Đoan Ngọ các bạn, Tết ngày 5 tháng 5 âm lịch. Đây là đường Bùi Hữu Nghĩa các bạn nha, hướng đi về bên ngã ba giao với đường Nguyễn Trãi, quận 5. Và phía trước màn ảnh của chúng ta là vịt quay gà quay Lâm Phát Thành. Như vậy có lẽ những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.